À xin chào tất cả các em. Thầy đâu anh trở lại. Và ngày hôm nay thầy sẽ có mặt ở đây để hướng dẫn các bạn một phương pháp giải bài tập hóa học mới. Đó là phương pháp về bảo toàn điện tích. Đó. Thế thì trước khi mà vào các cái bài tập ví dụ cụ thể thì các bạn sẽ cần phải biết được rằng thế nào là bảo toàn điện tích. Thì chúng ta phải phân biệt được bảo toàn điện tích và bảo toàn electron là hai cái khái niệm, hai cái phương pháp hoàn toàn khác nhau. nhá. Bảo toàn điện tích nó bắt nguồn từ đâu? Thì các bạn sẽ nhớ lại cái việc mà viết cái phương trình điện ly, viết phương trình điện ly nhá. thầy lấy ví dụ này, Na2SO4 này thì khi mà hướng dẫn các bạn về viết phương trình điện ly thì có bảo rằng là chúng ta bổ đôi cái phân tử ra và một nửa sẽ là mang điện tích dương và một nửa thì mang điện tích âm đúng không? Chúng ta luôn luôn bổ ở chỗ mà có kim loại hoặc hydro và phần còn lại. Thế thì mình sẽ có là ở đây là chúng ta có Na và Na này hóa trị một cho nên nó là Na cộng đó. Còn SO4 thì nó sẽ là SO4 2 trừ. Ở đây có hai Na cộng bởi vì đây là Na2. Đó. Thế thì bảo toàn điện tích là như thế nào thì các bạn chú ý này. Cái na 2 s 4 này ban đầu là nó không mang điện. Đúng không? Vậy thì toàn bộ cái phần ở đằng sau này này của chúng ta này, này cộng lại nó cũng phải là không mang điện. Tức là tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm. Được chưa? Tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm. Và đây cũng là cái mà chúng ta đã cùng nhau nhắc đến khi mà kiểm tra cái việc mà viết phương trình điện ly nó đúng hay là không vậy thì tóm lại phương pháp bảo toàn điện tích nó sẽ cho chúng ta một cái như sau tổng số mol tổng số mol điện tích dương nhá thì ký hiệu là n cộng đi cho các bạn dễ nhớ ngắn gọn và nó sẽ bằng là tổng số mol của điện tích âm trong một cái dung dịch trong một cái dung dịch nào đó bởi vì dung dịch của chúng ta thì không mang điện vậy thì luôn luôn có âm với dương bằng nhau để khi mà chúng nó kết hợp lại một phát là cái dung dịch của mình nó nó có số điện tích bằng không Đó. thế thì đây là cái công thức duy nhất của bài toán điện tích và đương nhiên công thức là như vậy còn việc mà áp dụng nó vào như thế nào thì nó lại là chuyện khác và dễ hiểu hơn thì mình cứ đi vào xử lý một cái câu bài tập cụ thể là các bạn sẽ biết ngay nhá ở đây đề bài nó có câu số 1 nó bảo như sau trong một cái dung dịch có chứa các cái ion là Mg2+ với số mol là 0.05 mol, K+ là 0,15 mol, NO3 trừ 0,1 mol và SO4 2 trừ có số mol chưa biết mà gọi gọi tạm là x mol. Và yêu cầu yêu cầu đề bài yêu cầu là gì? Tìm cái giá trị của x. Đó. vậy thì đối với lại dạng bài như thế này chúng ta áp dụng cái phương pháp bảo toàn điện tích này như thế nào? Thì các bạn nhớ nhá, tổng số mol điện tích dương chứ không phải là tôi cộng mấy cái con số cộng này ở trên đầu. Không đúng. Nhá, phải phân biệt được cái điều đó. Vậy thì số mol của điện tích dương nó như thế nào? Thì các bạn nhìn ở đây. Một magie thì nó mang điện tích là 2 cộng. Vậy thì nếu như 0,05 mol thằng magie thì nó sẽ mang cái điện tích là 2 nhân với lại 0,05. Đây là phần điện tích dương với độ lớn mà nó mang. Đúng không? Nhưng tuy nhiên cái điện tích dương nó không chỉ nằm ở trong Mg2 cộng mà nó còn nằm cả ở trong phần K cộng này nữa. K cộng này tức là cái điện tích của nó là một cộng. Đúng không nào? Vậy thì tổng điện tích điện tích dương thì nó phải cộng thêm cái phần của K cộng này vào và cái phần K cộng này thì một thằng K là một điện tích dương này và số mol của nó là 0,15 mol. Vậy thì khi mà các bạn cộng tất cả những cái anh chàng này lại các bạn sẽ có được cái số mol của điện tích dương. Đấy, các bạn sẽ có cái số mol của điện tích dương và chúng ta dễ dàng tính được cái anh chàng này bằng đây, 0,1 1 đúng không? Cái này là 0.15 nữa vậy anh chàng này bằng 0,25 mol. Đó. Bây giờ xét sang đến tích âm thì sao? Vì chúng ta có NO3- này mang một âm và nó có 0,1 mol. Vậy thì tôi lấy 1 nhá. Số mol của điện tích âm. Tôi sẽ lấy 1 này, tôi nhân với lại cái số mol của cái thằng mà mang một điện tích âm đó. Cứ điện tích nhân với số mol của cái, cái 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 anh chàng mà mang điện tích đó. Đúng không? Thế thì chúng ta có 1 nhân với 0,1 Đó Cộng với SO4 là 2 trừ Vậy thì độ lớn của cái thằng này nó sẽ là 2 Nhân với số mol Thì số mol của anh chàng SO4 2 trừ này tôi chưa biết Và nó sẽ tạm thời bằng x Thế thì đây là số mol của điện tích âm Mà theo bảo toàn điện tích thì số mol điện tích âm và số mol điện tích dương này bằng nhau Cho nên chúng ta sẽ có được một điều là 2x cộng với 0,1 thì nó bằng là 0,25 Thế thì đương nhiên một điều chúng ta sẽ giải ra được cái giá trị của x ngay Bằng là 0,25 trừ đi 0,1 là 0.15 Chia cho 2 thì chúng ta có x bằng 0,075 Đó, vậy thì đáp án của chúng ta đơn giản thôi Đáp án B Được chưa nào? Đó, vậy thì qua cái bài này thầy sẽ nhắc lại cho các bạn một cái nguyên tắc Đó là lấy cái thằng điện tích dương này Được chưa? Nhân với số mol của chính nó Thằng điện tích dương khác tôi cũng lấy độ lớn nhân với số mol của cái thằng khác đó. Chứ chúng ta không lấy cái điện tích dương này cộng lại với nhau, sau đó nhân với tổng số mol. Nhiều bạn bị sai ở chỗ này lắm. Thì hiểu này là không đúng. Nhá, và tương tự điện tích âm cũng thế, thằng này là bao nhiêu âm thì tôi nhân với số mol của chính nó. Đấy, bao nhiêu âm nhân với số mol của chính nó. Tôi tính độ lớn thôi. Thì hai cái phần là dương với âm đấy nó phải bằng nhau. Thì đấy chính là cái cái nội dung của bài toán điện tích dễ đúng không và nếu như cái câu số 1 này tổng quát hóa lên thì chúng ta sẽ có một cái bài tương đối nhìn nguy hiểm à, câu công một phải thực ra nó rất là dễ thôi các bạn nhìn nhá một công nước có chứa a mon ca 2 cộng b mon mg 2 cộng c mon cl trừ và d mon h cl o 3 trừ hỏi hệ thức liên hệ giữa abcd là gì thì đây là một trong những bài rất hay ra ở trong các cái bài kiểm tra hoặc là cái bài à, thi trung học quốc gia nếu như mà có nhắc đến cái nội dung liên quan đến cái phần dung dịch điện ly đó thế thì cái này thì cảm giác như cái a a b b c c d d nó nguy hiểm vậy thôi nhưng thực tế nó chỉ cần áp dụng bảo toàn điện tích là xong các bạn chỉ cần nhóm tất cả cái phần dương với nhau và sau đó cho bằng cái phần âm là chúng ta có kết quả cuối cùng cụ thể này ở đây chúng ta có a mon thằng c hai cộng như vậy là tôi lấy a này nhân với hai đúng không thằng nào dương nữa Thằng MG2 cộng Nó có số mon là B mon Vậy thì lại lấy B nhân với 2 nữa Vậy tôi có tổng thằng dương là 2A cộng với 2B Đúng không? Vậy thì 2A cộng với 2B nó là có A với có C này nhá Xong nhá vậy là thằng BD này loại đi này Đó Thằng C mon C lời trừ tức là 1 trừ Vậy thì C nhân với 1 cộng với D nhân với 1 luôn tương tự như vậy Vậy thì chúng ta sẽ có là 2A cộng với 2B thì phải bằng C cộng với D đây chính là cái đáp án mà chúng ta có được chưa? người ta sẽ có thể biến tấu đi thay đổi cái cái phương pháp mà đưa ra đáp án. đó là người ta có thể là chuyển thằng B sang bên này, chuyển thằng D này sang bên kia và bắt đầu là trong cái phương trình trong cái biểu thức đấy nó có xuất hiện dấu trừ vậy thì đừng có thanh niên nào vội vàng nhìn thấy cái trong cái 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 phép tính của nó ấy. có dấu trừ mà các bạn loại. bởi vì không phải lúc nào người ta cũng gom hết cái phần diện tích dương sang một bên và phần diện tích âm sang một bên để cho mình dễ làm như vậy đâu. Đời không như là mơ vậy thì các bạn cần phải tinh ý trong cái việc mà xét cái đáp án như thế nào. Được chưa nào? Đấy, Đấy. thì đây là cái câu 1. nó sẽ là cái câu tổng quát của câu số 1 và mình chuyển sang dạng thứ hai nó khó hơn một chút nhá. À, câu số 2 của chúng ta như sau này. Dung dịch x chứa các ion sắt 2 cộng 0.1 mol, Al3 cộng 0.2 mol, Cl- x mol, SO4 2- y mol và cô cản dung dịch này thì thu được 46,9 g. muối rắn là xác định cái giá trị của x y là bao nhiêu. Thế thì nhìn sơ qua thôi các bạn thấy bài số 2 này là nâng cấp của bài số 1. Tại sao lại gọi là nâng cấp bởi vì đơn giản thôi, cái bài số 1 nó có mỗi một ẩn. Còn đây thì nó có x có y, tức là hai ẩn. đó nhưng mà cái thông thường thì khi mà đã lên đến hai ẩn mà đề bài lại cho những cái dự kiện như thế này thì chúng ta đủ để có khả năng nhận ra được là phải lập một cái hệ phương trình gồm có hai ẩn là x và y để chúng ta giải đúng không? Thế thì lập hệ phương trình thì có bao nhiêu ẩn thì bấy nhiêu bấy nhiêu phương trình và cái phương trình này hoàn toàn dựa vào những cái dữ kiện mà đề bài người ta cho. Đó. Mà các bạn nhớ cái con số đặc biệt quan trọng là cái con số 46,9 này nhá. Lát nữa chúng ta sẽ phải sử dụng nó để tạo thành một cái cái phương trình. Đó. Nhưng trước mắt thì bây giờ Mình áp dụng luôn cái quy tắc Bảo toàn điện tích Để chúng ta có thể xử lý nó đã Nha. Thế thì bảo toàn điện tích nếu như áp dụng ở đây Thì chúng ta được cái gì Chúng ta sẽ có sát là 2 Nhân với 0,1 là ra điện tích Của phần này đã này 0.1 x 2 Nhôm là 3 Đó. Với 0,2 Tức là 0,2 Nhân với 3 Tiếp Bây giờ nó sẽ phải bằng cái phần diện tích âm là x nhân 1 cộng với lại so 42 trừ nhân 2 là 2y này. Vậy là chúng ta có 2y x cộng với 2y nó phải bằng cái chỗ này. Mà chỗ này thì nhẩm sơ sơ là nó bằng 0.8. Đúng không? 0.8 mol. Đó. đó. Thế thì như vậy là xong một cái phương trình rồi. Vậy thì bây giờ tôi phải lập nốt một cái phương trình nữa thì tôi sẽ ra thôi. Và cái này thì không quá khó đối với các bạn đâu. Các bạn để ý cái con số 46,9 46,9 này là khối lượng của muối Mà khối lượng của muối thì các bạn nhìn này Nó sẽ có phần kim loại và phần gốc axit Hay nói tóm lại là gì? Ion của chúng ta có cái gì? Thì khối lượng muối này bằng tổng khối lượng của các ion Đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có cái mờ muối này Đấy, thì nó bằng khối lượng của các cái ion này cộng lại Tức là sắt này các bạn lưu ý sắt 2 cộng thì nó mất electron mà khối lượng của electron thì không đáng kể so với khối lượng của của nguyên tử. Vì vậy cho nên Fe 2 cộng chúng ta vẫn lấy M lớn bằng 56 như Fe. Nhá. Vậy thì chúng ta sẽ có 56 nhân với số mol của nó là 0,1. Đó, cộng với lại nhôm là 27 nhân với lại cộng tiếp với lại clo các bạn nhớ là bây giờ ở đây khi mà tôi tính khối lượng thì tôi không xét cái dấu của nó nữa nhé không xét dấu của nó nữa mà tôi chỉ tính xem là à, các thằng này khối lượng cái cân nặng của nó là bao nhiêu không quan tâm đến giới tính nữa vậy thì clo của nó là 35,5 thì nhân với lại x đó cộng với SO42 trừ các bạn nhớ thì các bạn nhớ nó sẽ là 96 còn nếu không thì các bạn tính ra nhé nhân với y đó thì cái thằng khối lượng của muối này nó bằng là 46,9 g. Vậy là tôi đã có được cái hệ phương trình hai ẩn thôi. Và bây giờ cái nhiệm vụ của các bạn là chỉ có bấm máy tính thôi. Đúng không? thì, thì bấm cho các bạn thử nhá. Chúng ta sẽ có phương trình thứ nhất là x1 này cộng với 2y này nó sẽ bằng là 0,8. Đúng không? Phương trình thứ hai của chúng ta các bạn nhìn x của nó có hệ số là 35,5. Đó. anh chàng y này có hệ số là 96. Thế còn cái giá trị cuối cùng này nó sẽ bằng là 46,9 trừ đi các cái con số ở đằng trước bao gồm có 56 nhân 0,1 là 5,6 trừ tiếp đi cái chỗ này là 5,4. Đó, thì các bạn giải ra được cái giá trị của x nó sẽ bằng là 0,2 nhá. Y nó sẽ bằng bao nhiêu? 0,3. Đấy vô cùng nhẹ nha. Tức là nếu như các bạn đã làm quen được với cái dạng của của câu số 1 rồi thì sang câu số 2 nó không quá khó. nhá. Nó khó hơn câu số 1 bởi vì nó có hai ẩn, nhưng so với câu số 1 thì các bạn thấy là câu số 1 này nó chỉ cho các bạn một cái dữ kiện duy nhất là liên quan đến bảo toàn điện tích thôi. Câu số 2 này nó khác so với câu số 1 là nó cho thêm các bạn cái con số là khối lượng của chất rắn, khối lượng của muối đó vậy thì cái con số này nó chính là cái yếu tố mà chúng ta sử dụng để mà tạo ra được cái phương trình thứ hai bởi vì cái phần này nó có nhiều hơn so với bài số 1 là một ẩn thì đương nhiên nó sẽ phải cho các bạn thêm dữ kiện để chúng ta có thể lập hệ được đúng không và cái khối lượng này thì nhớ nhá bằng tổng của các ion cộng lại với nhau và trong đó khối lượng cái m lớn khối lượng mon á của ion với khối lượng mon của nguyên tố nguyên của nguyên tử nguyên tố á nó khá khác nhau đó. Thì mấu chốt của cái bài số 2 Là như vậy và chúng ta giải nó trong vòng một Nốt nhạc, nếu bạn nào mà làm quen Trang nghiệm của cái bài này chắc chỉ mất có Vài chục giây sau khi đọc đề Là các bạn đã có đáp án rồi Đấy chứ nào, đấy thì đây nó chính là Câu số 2, một cái dạng khác Của cái phần bảo toàn diện tích Trong đó nó có cái sự kết hợp với, với Bảo toàn khối lượng Xong nhá à, Câu số 3 của chúng ta Đề bài như sau này, dung dịch X gồm có Amon, Na+, 0,15 15 mol K+, 0.1 mol HCO3-, 0,15 15 mol co 32 và 0,05 05 mol SO42-. Đó. Và câu này thì thực ra nó sẽ có một cái câu hỏi là tổng khối lượng muối trong dung dịch X là bao nhiêu. Vậy thì cái phần này với lại cái câu số 2 ấy là nó sẽ bổ trợ lẫn nhau. nhá, bổ trợ lẫn nhau. Và các bạn sẽ thấy là ở đây nếu như các bạn sử dụng cái phương pháp là bảo toàn điện tích thì ngay lập tức chúng ta có thể tính ra được cái A à, này là bao nhiêu ngay Đúng không? Tôi tính luôn nhá Theo bảo toàn điện tích thì mình sẽ có 1 nhân với A này là phần điện tích dương này 0,15 K cộng tức là 1 nhân với 0,15 Chúng ta có 0,15 nữa Đó. Thì nó sẽ phải bằng tổng điện tích âm Thì chúng ta sẽ có là 0,1 nhân với 1 trừ Tức là 0,1 nhân 1 là bằng 0, 1 cộng với lại 0,15 này nhân với lại 2 trừ. Đấy, 0,15 nhân 2. Và cộng tiếp với lại 0,05 nhân 2 nữa. Đúng chưa? Vậy thì ngay lập tức các bạn ra được cái giá trị của A ngay. A này bằng bao nhiêu? Thì chúng ta có cái này bằng 0,1 này. Với 0,1 là 0,2 trừ đi một cái thì chúng ta sẽ có là 0,35. Đúng không? Đúng chưa? Không phải 35 Vậy thì bây giờ cái khối lượng của nó Cái m này này Nó sẽ bằng cái gì? Bằng A nhân với lại 23 Tức là 0,35 Nhân với 23 Cộng với lại cái 0,15 nhân với ca cộng là 0,15 nhân với 39 Đấy là phần dương Cộng tiếp với lại HCO3 trừ thì thằng này là 60 với 1 là 61 Người ta sẽ có là 0,1 nhân với lại 61 co 32 2 trừ là 60 Như vậy là 0,15 Nhân với lại 60 Đó Cộng tiếp với lại cái SO4 là 0,05 Nhân với 96 nữa Thì mình sẽ ra được kết quả của nó thôi Thế chúng ta tính thử nhé Mình sẽ có cái giá trị là bằng 0,35 này Nhân với 23 Cộng với 0,15 Nhân 39 Cộng tiếp với 0,05 1 x 61 tức là 6,1 cộng với 0,15 nhân 60 cộng tiếp với 0,05 x 96. Đáp án mà các bạn thu được sẽ là 33,8 33,8 k. Đó. Đề bài này khá là đơn giản, đúng không? Bài số 2 và bài số 3 là bổ trợ lẫn nhau cho các bạn có thể hiểu rõ hơn. Đó. cái cách tính của nó thôi. Được chưa nào? Như vậy là câu số 3 là một câu đơn giản và chúng ta sẽ không phải quá bàn bạc quá nhiều nhá. Yeah. Rồi, tiếp tục sang câu số 4. Câu số 4 đề bài này nhìn có vẻ nguy hiểm hơn một tí. Dung dịch X có chứa Mg2+ Ba2+ và Ca2+. Đấy. Cùng với là 0.2 mol Cl- 0.3 mol NO3-. Hỏi thêm dần dần dung dịch Na2CO3 1M vào dung dịch X cho đến khi lượng kết tủa lớn nhất thì ngừng lại, hỏi thể tích Na2CO3 đã thêm vào là bao nhiêu? Đó. Ok, cái bài này các bạn đọc lên thì các bạn tưởng chừng như khá là khó vì cái việc là nó cho ba cái ion, rất nhiều ion nhưng lại không cho biết số mol của chúng là bao nhiêu. Và nhiều bạn ngay lập tức tư duy theo cái hướng là bảo toàn điện tích thì các bạn thấy một cái gặp một cái trục trặc lớn đó là gì? Tôi chỉ biết được tổng số mol của bao này thôi. Tổng có điện tích dương thôi, tôi tôi không biết được là số mol của từng thằng. vậy thì bảo thôi chết rồi, làm thế nào bây giờ? thì các bạn bảo không làm Đó, nhưng thực ra cái này nó sẽ có một cái gọi là chôn các bạn thôi là gì mg hai cộng ba hai cộng hay ca hai cộng cả ba loại ion này đều tạo kết tủa với lại cái ion co ba hai trừ và cái tỷ lệ của bọn nó cũng giống nhau cơ bởi vì cùng là hai cộng cả nó đều kết hợp với một thằng co 3 hai trừ này để tạo thành kết tụa Đấy, hay nói cách khác chúng ta luôn luôn có một cái đấy là số mol của CO3 hai trừ này luôn luôn bằng với số mol của cái đống này. Mà đống này nó lại giống nhau. Vì vậy thầy sẽ ký hiệu cho các bạn một cái chung đấy là M2+. cộng Đó. Vậy thì tôi chỉ cần tìm được cái số mol của M2+ cộng là tôi sẽ tính ra được cái thằng số mol của CO3 hai trừ. Mà số mol của CO3 hai trừ này chính là số mol của Na2CO3. Được không nào? đấy vậy thì bây giờ bảo toàn điện tích thôi thì chúng ta sẽ thu ra được là cái gì theo bảo toàn điện tích nhá bảo toàn điện tích này thì chúng ta sẽ có được một cái đấy là thằng này bây giờ tôi gom lại vừa rồi nói rồi là m 2 cộng vậy thì chúng ta sẽ có là à, ừ thì hai cộng này nhân với lại cái số mon của nó giả sử là x đi nó phải bằng tổng số mon điện tích âm thì điện tích âm ở đây bao gồm có 0,2 mon đó, tháng thằng C lời trừ tức là tôi nhập phải nhân 1 Cộng với lại 0,3 mol n 3 mon trừ tức là tôi cũng phải nhân 1 Vậy thì tổng cái chỗ này của nó là bằng 0,5 Vậy thì điều này tương đương với việc là X này của chúng ta bằng 0,5 chia 2 Và nó sẽ bằng là 0,25 mol Đó. Và các bạn lưu ý là ở đây nó không hỏi là khối lượng của cái tủa là bao nhiêu Mà nó chỉ hỏi cái thằng là NA2 co 3 này đã dùng như thế nào thôi Đấy nhá. Và cái cái tuổi lớn nhất thì toàn bộ cái chỗ này nó nó phản ứng cả. Đó, phản ứng cả. Vậy thì đến đây thì tôi sẽ có này cái x này nhá, thay ngược lên đây. Đây chính là x và bằng 0, hay là mol luôn. Vậy thì số mol của co 32 2 trừ này bằng cái gì? Nó bằng đúng số mol của Na2 CO3. Đó. Mà số mol của Na2 CO3 này các bạn muốn tính thể tích thì các bạn áp dụng cái công thức là CM thì bằng n trên v trong đó v thì nó sẽ bằng là 0,25 rồi rồi à, n bằng 0,25 mol rồi cm bằng bao nhiêu bằng 1 vậy thì 0,25 chia v bằng 1 vậy chứng tỏ v này phải bằng là 0,25 lít mà 0,25 lít mà đổi ra ml thì nó sẽ là 250 đó vậy thì tóm lại bài này là gì chúng ta sẽ áp dụng công thức này và trong cái công thức này thì tôi thấy là tôi còn đang thiếu cái giá trị là gì n Đấy, tính V lại có CM rồi Thì bây giờ tôi có N nữa là tôi xong Vậy N thì làm ngược lại N của NA2CO3 Bằng số mol của CO3 2 trừ CO3 2 trừ này bằng đúng số mol Của cái thằng M2 cộng Mà M2 cộng thì tôi tính như thế nào Tôi áp dụng bảo toàn điện tích một phát là tôi có ngay Đấy, Thì đây là cách làm của câu số 4 Từ duy gì logic gì? Thấy chưa nào Đấy, Nếu như các bạn không hiểu nhớ comment nha Thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết hơn nữa còn lại thầy nghĩ là nó không quá khó Cho nên là chúng ta cần phải đi nhanh hơn để tránh mất thời gian Đúng không? Chúng ta chuyển sang câu số 5 à, Câu số 5 của chúng ta đề bài như sau này Dung dịch x gồm có 0,3 mol K cộng 0,6 mol Mg2 cộng 0,3 mol Na cộng 0,6 mol Cl trừ và A mol Y2 trừ Như vậy là đọc đến đây các bạn thấy là à Bắt đầu có cái sự khác đi một tí nữa đây là đề bài này nó ẩn đi cái cái anh chàng là y hai trừ này thì y nó là cái gì đó và nó bảo rằng cô cạn dung dịch x thu được m gam muối khan hỏi là cái y đấy là cái gì và giá trị của m là cái gì là bao nhiêu đó thế thì như vậy là bài này thì các bạn các bạn thấy là hơi hoang mang đúng không thấy khó khó hơn tí rồi đấy nhưng mà thực tế thì tất cả những cái dạng bài hôm nay đều là bài dễ cả và cái bài này chúng ta sẽ truyền tinh ý chúng ta sử dụng thêm cái đáp án một chút nữa cộng với cái kiến thức về à, những ion nào cùng tồn tại trong một dung dịch thì chúng ta sẽ làm được ngay các bạn nhớ ở đây dung dịch là dung dịch x và khi mà chúng ta cô cạn thì mình mới thu được muối khan chứ không phải là cái mà tôi cho vào một cái là nó tạo kết tủa ngay nhá vì vậy cho nên tất cả k cộng mg 2 cộng na cộng cl trừ và cái i 2 trừ này nó phải cùng tồn tại trong một dung dịch Đấy, muốn không tồn tại trong một dung dịch thì chúng nó không được có cái sự kết hợp giữa ion âm và ion dương để tạo ra chất kết tủa bay hơi hoặc điện lý yếu. Đúng chưa? Mà trong cái đáp án này của mình thì nó gồm có hai cái loại ion âm thôi là CO3 2 trừ và SO4 2 trừ. Vậy thì tôi thử xem trong CO3 2 trừ và SO4 2 trừ này có cái nào là tạo kết tủa với ion có sẵn ở trong cái cái x mà chúng ta đã biết hay không? Thì chúng ta loại nó đi. Đó, thế nhìn này, K cộng với lại NA cộng là nó tan với mọi cái yêu khác rồi Chúng ta không cần phải xét đến Vậy thì tôi chỉ quan tâm đến thằng MG2 cộng này mà thôi Thế thì MG2 cộng này các bạn nhớ nhé Là nó tạo kết tủa với lại CO3 2 trừ Bởi vì sao? MG2 cộng kết hợp với CO3 2 trừ tạo thành MGCO3 là chất kết tủa Còn thằng SO4 2 trừ thì MGSO4 lại là là chất tan Vì vậy nó không ảnh hưởng gì đến cái việc là MG2 cộng có bị kết tủa hay không Đương nhiên là nó không kết tủa rồi Thế thì chúng ta sẽ loại ngay lập tức cái đáp án B và đáp án C Do chỉ có mỗi một cái tội là nó có CO3 hay trừ thôi Thằng này làm kết tủa M2 cộng Vậy thì đáp án của mình chắc chắn là đáp án A hoặc đáp án C hay nói cách khác Tôi xác định được luôn Y2 trừ này là SO4 2 trừ Và công việc của chúng ta trở nên dễ dàng hơn rất nhiều Vì bài này bây giờ giống hệt bài số 3 tôi có được cả cái thằng gì? Các cái số mol của các ion và tôi biết được ion đó là gì, chỉ việc tính khối lượng thôi. Và bài này đến cái tầm này thì xong rồi. Các bạn đã làm được từ câu 1 đến câu 4 thì chả có cái lý do gì mà các bạn lại từ chối câu 5 này cả. Vậy thì thôi, chúng ta tự làm câu số 5 nhá. Và nhớ comment đáp án để xem xem là bao nhiêu bạn được làm ra được là A, bao nhiêu bạn thì làm ra là C và cái nào đúng, cái nào sai. Được nào? Đây không phải là một công việc khó, vì vậy Hy vọng các bạn sẽ cùng nhau đối chiếu kết quả nhá. Mình phải đối chiếu kết quả thì bắt đầu mình mới biết được là mình đúng hay sai. Đấy và bao nhiêu lâu thì mình ra được cái kết quả đó. Ok, như vậy là xong câu số 5. Câu số 6. Câu số 6 này người ta bảo rằng một dung dịch X có chứa 0,01 mol Ba2+, 0,01 mol NO3- A mol OH- và B mol Na+. Đó, để trung hòa 1 phần 2 dung dịch X thì người ta cần dùng là 200ml dung dịch HCl 0,1M khối lượng chất rắn sau khi cô cạn dung dịch X là bao nhiêu. Đó. Thế thì bài này nó lại có một cái sự kết hợp với lại cái dạng bài tập trong cái video lần trước chúng ta học. Đó là bài tập về phản ứng trung hòa. Phản ứng trung hòa là gì? Là giữa H cộng với OH trừ. Tức là trong cái này tôi sẽ chỉ xét đến cái thằng OH trừ với thằng H cộng mà thôi những cái khác bỏ qua đi nhá yeah, không quan tâm vậy thì dựa vào đây các bạn nhớ này để trung hòa 1 phần hai cái thằng x tức là cái số mol oh trừ không còn là A mon đâu nhé mà nó chỉ có a trên hai thôi được chưa vậy thì theo cái mà mình học ngày hôm trước thì số mol của h cộng nó phải bằng số mol của oh trừ hai nói cách khác số mol của hcl ở đây bằng đúng số mol của cái nhóm oh trừ này Và bằng a trên hai Do tôi đang xét trong 1 phần 2 dung dịch X Thế thì 200ml dung dịch HCl 0.1m là 0.02 mol Đúng không? Cái này nhân là 0.2 là 0.02 Nó phải bằng A trên 2 Hay nói cách khác A này phải bằng là 0.04 A mà 0.04 thì các bạn thay vào đây Chúng ta sẽ có là 0.04 mol OH- Đúng chưa? Và đến đây thì bắt đầu là bảo toàn điện tích là tôi xong Đúng không? Bảo toàn điện tích Điện tích này Thì tôi có BA2 cộng 0.1 mol Tức là 2 nhân với 0.01 Hết thôi À có NA cộng nữa B mol NA cộng Tức là B nhân với lại với lại 1 Thì nó phải bằng cái phần âm 0.01 Đấy nhân với 1 trừ này và A mon thì nhớ nhá Mình vừa mới tính được A bằng 0.04 Như vậy chúng ta sẽ cộng với lại 0.04 nữa Thế thì xong rồi Chúng ta tìm được giá trị của B ngay Đúng không? B này nó phải bằng là 0.0 03 Đúng nhá 0.03 Như vậy là xong Có B rồi Đấy Có 0.1 mon 0.1 0.04 và B là 0.03 Thế thì bài này lại quay ngược trở lại với bài số 3 và chúng ta làm tương tự đúng không đó. vậy các câu số 6 này có cái sự kết hợp với lại cái phương trình phản ứng Trung hòa đó và đương nhiên đối với lại cái kiểu của bảo toàn điện tích này khi mà các bạn học thêm nữa thì nó còn có khả năng kết hợp với nhiều các cái phương pháp khác như là phương pháp bảo toàn E cũng có thể kết hợp với lại cái bài toàn điện tích này được nhá và chúng ta sẽ còn gặp lại trong những cái bài tập như vậy nữa còn cái video ngày hôm nay hướng dẫn các bạn về phương pháp bảo toàn diện tích nó sẽ tạm dừng ở đây chúc các bạn thành công với lại các cái dạng bài tập như thế này yên tâm nó sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra của các bạn à, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong các video khác.